freestyle nha. Mình vừa chào bạn bằng một câu tiếng Philippines, tiếng Tagalog, tiếng người bản địa ấy. Nó có nghĩa là xin chào. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến một cái gọi là một trung tâm thương mại ở bên Tangui mới mở ra. Thì đây là một trong những mall, là một trung tâm thương mại kết hợp với ăn uống và giải trí, là một trong những trung tâm mới được mở cách đây khoảng hơn 3 năm, gần 4 năm, vào cuối năm 2015. Ở khu này thì kiến trúc họ thiết kế theo kiểu kiến trúc của Italia. Nếu các bạn không có tiền đi Ý thì hãy đến Viên Carnival ở đây ở Philippines, Manila Philippines ạ. Rất đẹp. Thì họ thiết kế một cái kênh nhân tạo như này, và dọc hai bờ là những khu ăn uống, vừa giải trí và mua sắm. Đây là BQ à? Thứ 6 mà. Đây là. Thì dọc bên bờ con kênh nhân tạo này thì các bạn sẽ thấy phần lớn là quán ăn phương Tây, rồi là phương Đông hay Trung Quốc đều đủ cả. Anh có đi qua đây rồi. Buổi chiều không phải tối anh đi qua đây bao giờ đâu. Đi thuyền không Huy ơi? Khu vực cầu tình yêu ạ. Ở đây người ta cũng bố trí những cái chiếc khóa như này để các bạn thanh niên nam nữ có thể mua chiếc khóa này, viết tên mình lên và khóa lại ở đây này. Thì ở đây ngoài dọc bên bờ kênh này, bạn có thể thuê một chiếc thuyền như này ạ. Người ta có dịch vụ thuê chiếc thuyền để đi dọc con kênh này. Bạn có thể ngắm kiến trúc ở hai bên bờ con kênh này cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Ở giữa này họ cũng thiết kế một
một cái quán bar ở giữa con kênh này ạ, với cái chỗ khá độc đáo, có cà phê bar, nó ghi là bar, restaurant và cà phê, chắc là có đồ ăn, cà phê. Ở Philippines thì phần lớn các trung tâm thương mại lớn thì đều trang hoàng và chuẩn bị cho Noel từ tháng 9. Thế này họ đón Noel từ rất sớm, do khoảng đầu tháng 9 họ sẽ trang hoàng những cây thông Noel như này. Thì bắt đầu từ đầu tháng 9 họ bắt đầu trang hoàng ở các trung thương mại lớn, và họ sẽ ở một số trung thương mại lớn họ còn đếm ngược thời gian là còn 100 bao nhiêu ngày đó thì đến Noel. Thưa ông bạn, đây là hồng bán kem, hôm qua của đem kem rồi. Ở chỗ này là food hall đó, phần lớn là đồ ăn. Ăn trưa như kiểu ăn buffet à? Như kiểu ăn buffet.